Đẹp không anh em? Bán tải màu đỏ chà bá luôn anh em. Đi rất là uy lực luôn, đẳng cấp luôn, sang trọng màu đỏ đi Tết đẹp luôn. Đời 2016 đăng ký lăn bánh 27 nhập Thái Lan anh chị nha. Thái Lan hay Indo ta, Thái Lan quá. Chạy sướng lắm anh chị, bán tải mà, máy dầu nữa, tiết kiệm nữa. Máy gầm số ngon, sơn si đẹp, thùng anh em nhìn mới nè. Thùng mới tinh. Xe này để cho anh em mình có 325 thôi. 325 anh em mình đưa em 300 được rồi. Cho anh em mình nợ 25 triệu nha. Đưa 300 lấy xe về chạy, chạy Tết chạy chán về bữa quay đổi xe khác nữa anh em. Ha, xe đẹp quá trời luôn rồi. Rin luôn anh chị nha, máy rin keo chỉ nguyên bản. ABS túi khí đầy đủ, chạy sướng lắm. Xe này chạy ngon lắm. Anh em không mua Tết lấy chạy luôn cũng được nữa. Tại vì nói chung xe này màu đỏ, mình thích màu đỏ anh em. Nói chung là Tết mình sẽ chạy bán tải này với món rin này nè. Đó, đi nhậu xịt món rin chạy, đi uống cà phê xịt cái này chạy, hợp lý không? Màu đỏ Tết là tượng trưng cho sự may mắn, màu đỏ là may mắn cả năm luôn anh em nha. Anh em quan tâm dòng này thì liên hệ cho em qua số 0866 678971 hoặc 0834 33 3371 có xem là cô bớt. Anh em đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video hơn nha.